Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Mồ Hộp và Đánh Giá. Mình thấy nhá, cái thị trường máy mới tầm trung mà còn sách tay ấy, tầm khoảng 7-8 triệu thì có khá là nhiều những lựa chọn cho các bạn. Ví dụ nhá, có thể kể đến là K40 Gaming này, tầm khoảng hơn 8 triệu, hay là Xiaomi Redmi Note 11 Pro, vân vân và mây mây. Nói chung mỗi máy sẽ có những cái điểm mạnh và điểm yếu riêng. Đấy, như mình đang có đây là Realme GT Neo 2T. Thực sự mình thấy máy này quá ngon đi, nhưng mà sẽ có hai điểm mà các bạn cần lưu ý trước khi mua máy này. Đó là hai điểm gì? Và cùng mình nhìn lại tổng quan em này một tí nhá. Ok, và về thôi. Khá tiếc mình không có hộp ở đây, nhưng khi các bạn mua máy mới sẽ có đủ phụ kiện bao gồm que chọc SIM này, ốp tặng kèm, dây USB 2C và cổ sạc 65W. Nói thật với các bạn, thiết kế là cái điểm đầu tiên khi mà mình tìm hiểu một chiếc điện thoại. Và Realme đã chiếm trọn thiện cảm của mình luôn, với thiết kế bóng bẩy, thân hình nhỏ gọn. Nhìn cái màu này là mình liên tưởng đến Mi Mix, cũng có màu trắng nhưng mà nó sẽ thiên hướng sáng hơn. Còn Neo 2T kiểu trắng hơi đục một chút. Đấy, khung nhựa ở trên Realme GT Neo 2T cũng được Realme phủ lên một lớp bóng. Bên cạnh trái cũng sẽ có nút tăng giảm âm lượng và khay đựng đua SIM, và sẽ không có khu vực mở rộng thẻ nhớ đâu nhá. Bộ nhớ tối thiểu đã là 128GB rồi, tương đối thoải mái cho các bạn lưu tài liệu Full HD không che. Bên cạnh phải chỉ chứa nút nguồn thôi, cạnh trên thì chứa mic, ở phía dưới sẽ bao gồm jack cắm 3.5, mic đàm thoại, cổng sạc Type-C và loa. Viền màn hình bên trái, phải hay là trên mỏng đều như này là đẹp. Chỉ có phần dưới dày hơn đôi chút thôi, nhưng mà sẽ không ảnh hưởng đến trải nghiệm tổng thể đâu anh em. Mật độ điểm ảnh khoảng 409 PPI. Thành ra khi mà mình nhìn tổng thể thì thấy màn hình rất là đẹp, màu sắc cũng tươi tắn, nịnh mắt nữa chứ. Và với cái mức giá như thế này, hầu hết đều có tần số quét là 120Hz rồi. Từ bút chạm đến lướt mạng xã hội, máy này phản hồi ngay lập tức, rất nhanh. Thêm điểm nữa này, máy vẫn sẽ được trang bị loa kép các bạn nhé. Mình thấy cái chất lượng âm thanh cho ra là không có gì quá nổi bật cả. Nếu các bạn nghe kỹ sẽ thấy cái âm lượng hai loa trên GT Neo 2T nó không được đồng đều đâu. Khu vực loa tích hợp luôn loa thoại này nó nhỏ hơn một chút so với loa bên dưới đấy. Mình thì có chụp ảnh máy này đúng ngày mưa gió, nó không có mặt trời ấy. Thành ra thì cái chất lượng ảnh nó không được quá tốt. Mình sẽ để một vài tấm ảnh ở trên màn hình để các bạn tham khảo nhé. Tuy nhiên theo mình thấy camera của Realme nói chung sẽ hơi thiên hướng nịnh mắt một chút. Mình thì lại thích camera selfie 16 chấm trên GT Neo 2T. Nó cả mặt vừa đủ chứ không như một máy Xiaomi cùng tầm giá. Nhiều khi ảnh selfie mà chân thực quá ấy, mình cũng thấy sợ mình cơ. Phải công nhận một điều nhá, Dimensity 1200i trên Realme GT Neo 2T mạnh thật sự các bạn ạ. Mình có để điểm số cho các bạn tham khảo này, 706.000 điểm. Tổng thể CPU sẽ là 175.000, còn GPU lên đến tận 246.000 điểm. Nhưng trong một vài trường hợp, mạnh không đồng nghĩa với là ngon. Vì sao mình nói thế? Thì đây, thực tế chiến game trên máy này ngon, rất mượt khi mà máy chưa nóng. Mình cố tình chơi Genshin ở mức độ đồ họa cao nhất xem khi mà máy nóng sẽ như thế nào. Kết quả khi mà máy quá nóng, FPS sẽ giảm dần và có hiện tượng giật lag rất khó chịu. Tất nhiên khi các bạn chơi game ở mức độ vừa phải, nhưng đến khi máy quá nóng thì vẫn giật lag như thường mà, đúng không? Nhưng theo mình thấy sẽ có hai cái điểm mà các bạn cần lưu ý trước khi mà xuống tiền mua máy này. Cái thứ nhất, xảy ra hiện tượng quá nhiệt khi chơi game, dẫn đến cái tình trạng giật lag rất khó chịu. Cái này mình vừa chia sẻ với các bạn ở trên rồi. Cái thứ hai, đa nhiệm trên Realme kèm thế nào, các bạn biết rồi đúng không? Rồi, mình vừa có cho các bạn xem lại một chút tổng quan về Realme GT Neo 2T, cũng như là hai cái điểm mà các bạn cần lưu ý trước khi mua. Máy này thì cực kỳ phù hợp cho các bạn nào thích một cái máy thân hình nhỏ gọn và là hiệu năng tốt, nhưng mà sẽ cần lưu ý cái việc mà quá nhiệt. Còn các bạn sẽ lựa chọn máy nào? Nếu mà không lựa chọn GT Neo 2T, để lại comment ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã xem đến đây. Hãy ủng hộ chúng mình bằng cách like, share cũng như đăng ký kênh nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.